Xin chào quý vị và các bạn. Tôi xin được trình bày về hệ thống âm thanh công cộng trong tòa nhà có tần số vô tuyến điện. Đầu tiên, tôi xin trình bày về mục đích của hệ thống âm thanh công cộng. Mục đích của hệ thống âm thanh công cộng bao gồm: thứ nhất, thông báo các hoạt động sơ tán và điều khiển hoạt động sơ tán khi có sự cố khẩn cấp xảy ra. Thứ hai, phát nhạc nền cho các khu vực có dịch vụ, thông báo ưu tiên và liên động với hệ thống báo cháy để đưa ra các cảnh báo và thông báo khẩn cấp khi có sự cố cháy xảy ra. Và tín hiệu có thể truyền tin cục bộ đến từng vùng riêng biệt từ bất kỳ vị trí nào của tòa nhà. Chúng ta đều có thể sử dụng bàn gọi để gọi đến một vùng hay nhiều vùng được thiết lập trước đó, hoặc cho tất cả các vùng khi cần thiết. Đây là hệ thống tủ báo cháy trung tâm. Để thuận lợi trình bày về vấn đề đặc trưng của hệ thống, tôi đã mô tả hệ thống trên hình vẽ. Về đặc trưng của hệ thống âm thanh công cộng, bộ mở rộng 10 vùng FS7010CP cho phép mở rộng lên tới 200 vùng, bởi bộ mở rộng điều khiển 10 vùng. Bộ mở rộng điều khiển 10 vùng có thể lưu trữ được 255 tin. Thời gian phát mỗi tin là 60 giây. Trên hệ thống đường dây loa có các cầu chì bảo vệ. ATT là các cầu chì bảo vệ. Cầu chì sẽ ngắt kết nối khi các đường loa bị ngắt mạch để đảm bảo việc phát thanh được liên tục, không bị gián đoạn trên các đường loa khác của hệ thống. Khả năng phát hai kênh, khả năng phát kép hai kênh cho phép vừa phát nhạc nền và phát thanh khẩn cấp các thông báo ưu tiên. Điều này cho phép việc phát thanh liên tục đến các khu vực mà không làm gián đoạn đến việc phát thanh nhạc nền đến các khu vực khác. Các tin nhắn được lưu vĩnh cửu. Dữ liệu âm thanh EV, tức là dữ liệu âm thanh từ bộ FS7000CP, được lưu vào vùng nhớ vĩnh viễn để luôn được duy trì chất lượng âm thanh cao khi dữ liệu âm thanh được ghi lại. Việc tích hợp nhiều ngõ vào âm thanh, bộ remote microphone điều khiển hoạt động từ xa có thể kết nối đến hệ thống với số lượng là 4 đơn vị. Có đến 4 tông nhạc được kích hoạt vào hệ thống phát nhạc nền cho các nhu cầu phát thanh theo từng vùng, từng nhóm hay tất cả các vùng. Chế độ định thời, tức là Time Operated Sound. Khi chế độ định thời với hệ thống được kết nối với hệ thống, là hệ thống được kết nối tới một nguồn âm mà sự hoạt động của nó có thể được thiết lập bởi bộ định thời Time. Tín hiệu khi đó được đồng bộ thời gian có thể được thực hiện. Việc phát thanh khẩn cấp, khi hệ thống nhận được các tín hiệu khẩn cấp từ các tín hiệu khác như hệ thống thông báo cháy tự động và phát thanh báo động khẩn cấp sẽ phát. Thông báo khẩn cấp có thể hoạt động khi lỗi nguồn xảy ra nếu hệ thống kết nối đến nguồn khẩn cấp. Ngoài ra, hệ thống được tích hợp thêm bộ lưu điện UPS có thể tích điện được 10 phút, đảm bảo khi mất điện, hệ thống âm thanh vẫn có thể hoạt động được bình thường. Tôi vừa chia sẻ xong
với quý vị và các bạn về hệ thống âm thanh công cộng trong tòa nhà cục tần số. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.